Xin chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ học bài mảng. Thì trong bài mảng này, chúng ta cần phải nắm vững những kiến thức gì? Cái gì chúng ta cần phải biết đến, tức là cần hiểu nó một cách đến mức có thể sử dụng được. Cái gì thì chỉ cần hiểu một cách tương đối thôi. Thì cô sẽ nhấn mạnh từng phần. Thì trong mục tiêu bài này là chúng ta biết là mảng là gì, tại sao cần sử dụng đến mảng, mảng có đặc thù gì và sử dụng mảng ra sao, mảng một chiều sẽ sử dụng như nào, rồi mảng hai chiều sẽ khai báo và sử dụng ra sao. Chúng ta sẽ đi cùng từng phần kiến thức một. Thế nhưng mà cô nhắc trước cái phần mảng hai chiều ấy, thì các em chỉ cần đạt đến mức hiểu biết tương đối thôi, biết cách sử dụng mảng hai chiều trong trường hợp là mình sử dụng với chuỗi là ok, còn lại các cái phần khác ấy, thì mình sẽ không sử dụng mảng hai chiều nhiều, bởi vì là mình sẽ có nhiều cách giải quyết khác thông minh hơn, ngắn gọn hơn là sử dụng mảng hai chiều trong các cái phần sau. Ok, chúng ta biết vậy đã nhá. Bây giờ thì mảng là gì? Mảng là gì? Mảng là gì nhỉ? Mảng, tại sao cần có mảng? Chúng ta trả lời câu hỏi này trước nhé. Cô lấy ví dụ như sau. Bây giờ các em muốn mình viết một chương trình quản lý sinh viên, trong đó thì mình cần lưu là danh sách điểm của sinh viên. Thế trong lớp mình có bao nhiêu người nhỉ? Trong lớp mình ví dụ có danh sách sinh viên là có 30 người chẳng hạn. Thế thì khi đó nếu mà với các cái khái niệm biến thông thường mà muốn lưu điểm của 30 người thì các em sẽ làm gì? Các em sẽ làm gì? Chẳng còn cách nào khác. Với những kiến thức bây giờ chúng ta sẽ phải khai báo 30 biến để giành lưu vào điểm của 30 người. Thế nhưng mà với mảng ấy, thì chúng ta sẽ có cách làm thông minh hơn. Đó là thay vì phải khai báo 30 biến, chúng ta chỉ cần khai báo một mảng. Ngay từ số 30 đến 1 nó khác nhau rồi, nhờ khai báo một mảng. Và trong mảng này chúng ta có 30 phần tử. Code nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều và quản lý sẽ dễ hơn rất là nhiều. Tí nữa chúng ta sẽ hiểu cái điều đó sâu sắc hơn thông qua các cái demo. Ok, vậy thì ở đây cô đọc định nghĩa một cách chính xác như sau. Mảng nó là một tập hợp các cái phần tử có cùng kiểu dữ liệu. Đấy. Và những cái phần tử có cùng kiểu dữ liệu với nhau ấy, thì sẽ được có cách thức lưu trữ giống nhau, có cùng với thuộc tính giống nhau. Do vậy là chúng ta mà mỗi phần tử trong mảng đấy, thì người ta được gọi là một cái thành phần của mảng. Vậy thì mảng là gì? Nói đơn giản, mảng là một tập hợp của các phần tử có cùng kiểu dữ liệu. Ok, khác kiểu thì không được vào một mảng. Ví dụ như mảng thì sẽ lưu điểm của sinh viên, điểm của sinh viên có cùng kiểu dữ liệu với nhau, đó là double, ví dụ thế. Còn điểm và tên thì không được lưu chung vào mảng, bởi vì điểm và tên là hai kiểu dữ liệu khác nhau. Tên là kiểu ký tự, còn điểm là kiểu dữ liệu số. Vậy thì mỗi cái phần tử trong mảng ấy, nó được truy cập đến bằng cách nào? Bằng cái được gọi là index. Tức là gì? Tức là chỉ mục. Đấy, dịch ra tiếng Việt nó là chỉ mục. Hay là index, nó là một cái số nguyên dương. Đấy, được đặt trong cái dấu ngoặc vuông này này, và để chỉ ra là cái phần tử thứ bao nhiêu trong mảng. Và các em lưu ý rằng, tức là mình khai báo một mảng 3 phần tử chẳng hạn, mình muốn truy cập đến từng phần tử trong mảng, thì khi đó mình cần truy cập đến thông qua cái phần tử, thông qua index. Index nó sẽ bắt đầu từ 0 và nó là một số nguyên dương. Đấy, ví dụ đây là một mảng bắt đầu từ 0 và đến số 10, tức là mảng này có 11 phần tử, chạy từ 0 vào sản phẩm chữ 10. Đấy, rất là đơn giản. Như vậy qua cái này mình biết được là truy cập đến một phần tử trong mảng, chúng ta sẽ sử dụng cái thông số, đó là index, chỉ mục, chỉ số, và chỉ số này được tính từ 0. Ok, tiếp theo này, ví dụ để định nghĩa một mảng thì chúng ta làm như nào? Để định nghĩa một mảng chúng ta khai báo như thế này. In the player, đóng mở ngoặc vuông, một có nghĩa là gì? Cô sẽ giải thích từng cái một này. Cái story class này tạm thời các em bỏ qua nhé. Cái này cũng không quan trọng lắm đâu. Cái data types tức là kiểu dữ liệu. Story class các em đọc thêm trong sách. Data types là kiểu dữ liệu. Ví dụ đây là int, sau đó tên của mảng, player, sau đó đóng mở ngoặc vuông và kích thước của mảng. Ví dụ đây là 11. Int player 11, đóng mở ngoặc vuông 11 có nghĩa là gì? Khai báo một mảng, mảng này tên là player, có kiểu dữ liệu là int và bao gồm 11 phần tử. Thì ngoài cái kiểu dữ liệu thông thường thì mảng nó bao gồm các kiểu dữ liệu này, int, char, flush, double. Tức là khi mà khai báo một mảng thì mảng có thể sử dụng các kiểu dữ liệu này. Đấy. Nó giống như các kiểu dữ liệu thông thường khác, các cái biến thông thường khác. Ok, vậy thì một cái mảng chúng ta sẽ xử lý như nào?
có một số cái lưu ý sau này. Một cái mảng ấy thì chúng ta mảng có điểm khác biệt so với biến. Khác biệt là gì? Biến thì chúng ta có thể gán giá trị của biến này cho biến kia cùng kiểu dữ liệu, nhưng mà thậm chí hai mảng có cùng kiểu dữ liệu thì nó cũng không thực được phép gán. Tức là ví dụ chúng ta có một cái mảng là interplayer 11 chấm phẩy, rồi có một mảng nữa là interplayer 2 đóng mở ngoặc 11 chấm phẩy, có nghĩa là gì? Kiểu dữ liệu giống nhau, kích thước giống nhau, nhưng chúng ta cũng không được phép gán. Cô nhắc lại này, không được phép gán trực tiếp hai mảng cho nhau ở trong C, nhưng từng phần tử chúng ta có thể gán cho nhau được. Ví dụ như phần tử thứ nhất của mảng này chúng ta có thể gán bằng giá trị của phần tử thứ hai ở mảng kia chẳng hạn. Tức là truy cập đến từng phần tử trong mảng thì nó tương đương với một biến, còn lại chúng ta không thể gán được hai mảng trực tiếp cho nhau. Cái này các em lưu ý nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ học cách sử dụng mảng thông qua ví dụ. Cô sẽ giải thích cái ví dụ này. Đầu tiên này, ví dụ này khai báo một cái hàm là, đây là gì nhở? Cái này cô sẽ lấy cốt để cho các em nhìn rõ cho là nhanh nhá. Tốt nhất là xem cốt nào. Cái cốt này nhìn có vẻ hơi phức tạp, phức tạp hơn trong sách một chút, nhưng mà không có gì cả. Cô sẽ giải thích cho các em lần lượt một này. Thứ nhất, đây là khai báo một mảng array gồm 10 phần tử, kiểu dữ liệu là int. Đây là khai báo một biến y. Đây là khai báo các giá trị total max min. Vòng for sẽ chạy từ 0 cho tới 9. Đấy. Mỗi lần thực hiện vòng for thì nó sẽ in ra dòng lệnh là nhập vào giá trị thứ bao nhiêu. Rồi scanf phần trăm và array. Array đây thể hiện là gì? Truy cập đến một phần tử trong mảng. Y ở đâu ra? Y ở đâu ra? Y chính là cái phần tử, y chính là cái giá trị chạy từ 0 cho tới 9. Và chính nhờ cái phần tử từ 0 cho tới 9 này, đấy, chính nhờ cái đoạn là từ y chạy từ 0 cho tới 9, tức là nó sẽ truy cập đến từng phần tử trong mảng. Đấy. Thì tóm lại, đây chúng ta có một khai báo một cái biến là mảng là arrays. Là khi truy cập đến từng phần tử trong mạng, chúng ta chuyển cho nó một tham số nguyên dương, ví dụ array ở đây chẳng hạn, thì cái phần này nó sẽ là nhập các cái số cho mạng, nhập các cái số, các cái nhập giá trị cho các phần tử trong mạng từ phần tử 0 cho tới phần tử thứ 9. Và tại sao từ 0 đến 9? Bởi vì là số y là chạy từ 0 tới 9. Sau đó kiểm tra đoạn này, các em tạm thời bỏ qua đã nhé. Cái này thì các em tạm thời bỏ qua. Tại sao bỏ qua? Bởi vì là sẽ nói ở đây thì nó sẽ phức tạp hơn. Vậy thì cái đoạn này cô sẽ không giải thích, để dành lại cho các em tự tìm hiểu. Tìm hiểu bằng cách nào? Tìm hiểu cách đơn giản nhất, đó là các em sẽ gõ lại đoạn code này trong chương trình của mình. Sau đó các em sẽ tìm hiểu kết quả đầu ra, rồi đọc lại code. Nếu mà các em đọc code các em cũng không hiểu đoạn nào thì cô hy vọng rằng là các em sẽ hỏi lại cô. Ok, vậy là đoạn này để mình dành tìm hiểu nhá. Cô giải thích phần trên như vậy là cái phần trên này có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình sẽ nhập vào các phần tử trong mạng này, nhập giá trị vào các phần tử trong mạng, vậy thôi, rất là đơn giản đúng không nhỉ, để cho mình biết là sử dụng mạng nó như nào. Đấy. Đoạn này cô tạm thời comment lại vì không chạy, để các em không nhìn thấy kết quả. Các em muốn nhìn thấy kết quả của đoạn code này như nào thì các em gõ lại giúp cô. Ok, F11. Vậy là cái ví dụ ở demo cái gì? Ví dụ ở demo là khai báo một mảng như nào, chúng ta nhập giá trị cho mảng ra sao. Đấy. Đây là nhập từng phần tử trong mảng, truy cập đến từng phần tử ở index. Okay. Hết rồi. Chạy chương trình đến đây là hết đúng không nhỉ? Nó chỉ là nhập các phần tử trong mạng thôi. Và từng phần tử nó truy cập bằng array. Cô nhắc lại này, các em chút nữa các em gõ code này vào nhá. Sau đó mà không phải chút nữa đâu, gõ luôn đi. Sau đó xem thực hiện xem cái open, cái output như thế nào. Output nó như nào. Nếu mà đọc qua đoạn này các em không hiểu thì các em vui lòng hỏi lại cô. Ok. Tiếp tục nào. Chúng ta như vậy là demo mạng này. Để mua một mạng.
ở đây là một đoạn code. Chúng ta khởi tạo các giá trị trong mạng. Khởi tạo các giá trị trong mạng ngoài cách nhập, chúng ta còn có thể gắn trực tiếp đây. Ví dụ array z. Array z. Z là gì đây? Z là một cái tham số chạy từ 0 cho tới z nó cộng cộng. Và khi nào y chạy từ 65 tới 91. Đoạn code này các em có thấy khó hiểu nhỉ? Có thể là hơi rắc rối một chút đúng không? Bởi vì là cái vòng for này đây, thay vì một phần, tức là mỗi một cái phần khởi tạo điều kiện này, thay vì khởi tạo một giá trị, nó sẽ khởi tạo hai giá trị. Cái này cô mở code ra nhé. Các em đoán là chương trình này sẽ ra cái gì nhỉ? Các em nhìn thấy số 65 và 91 có cái liên quan gì không? Có cái tưởng tượng gì không? 65 và 91 thì nó, các em mở cái bảng mã ASC ra. AST2 hay là mã, thì cái bảng mã ASC đấy thì nó làm gì? Nó cung cấp cho chúng ta là ví dụ ký tự A tương đương với số bao nhiêu đấy. Thì ở đây tức là Y sẽ chạy từ 65 cho tới 91, Z được khởi tạo từ 0, Y và Z đều tăng dần. Và khi nào kết thúc vòng lặp nhỉ? Khi Y nhỏ hơn 91. Và mỗi một lần trong vòng lặp nó gán giá trị alpha Z bằng Y. Alpha Z là gì? Alpha Z, alpha Z là một phần tử trong mạng của alpha. Mạng này gồm 26 ký tự. Nói thế có vẻ không xuôi lắm đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ đi từ đầu nhé. Đây là khai báo một mạng alpha. Kích cỡ là bao gồm 26 phần tử. Kiểu dữ liệu là cha. Chúng ta khai báo hai biến chạy là Y và Z. Biến Y sẽ chạy từ 65 cho tới 91. Biến Z sẽ chạy từ 0 cho tới một điểm bất kỳ. Đấy, và Z, Y, Z qua mỗi một lần giá trị biến thiên sẽ tăng lên 1. Alpha Z bằng Y, điều này có nghĩa là gì? Tức là gán phần tử thứ Z có kết quả bằng giá trị của Y. Ví dụ khi Z bằng 0 thì alpha 0 sẽ bằng 65, alpha 1 sẽ bằng 66, alpha 2 sẽ bằng 67. Và ở đây chúng ta in ra kết quả này. Phần trăm C alpha G. Alpha G ở đây là gì? Là ký tự đúng không nhỉ? G này, G là gì? Z là quy định ra cái chỉ số của mạng đó nhỉ. Thế ví dụ đây là sẽ là alpha 0, rồi ký tự thứ 0 là bao nhiêu của cái mạng này này. Sau đó alpha Z cộng 32, cái này các em nhìn có quen không? Cái này là tăng lên 32 đơn vị để làm gì đấy nhỉ? Để biến một cái chữ thường thành chữ hoa. À, hoặc F11 nào. À cái này là bán chữ hoa thành chữ thường. Cái này cũng hay nhầm lắm bởi vì là cái này nó hơi ngược đời, tức là chữ hoa ấy, thì giá trị nó lại bé hơn chữ thường. Mà trong đầu óc suy nghĩ của cô ấy hay cứ nghĩ là chữ hoa nó phải, cái số của nó to hơn chữ thường. Ví dụ đây này, chữ A lớn thì cái giá trị của nó là 65, còn chữ A nhỏ giá trị của nó là 65 cộng 32. Tương tự như vậy, chữ B ấy, thì trong bảng dạng mã ASCII nó là 67. Và chữ B lớn, à B nhỏ sẽ là 67 cộng 32. Ok. Như vậy đây là một cái chương trình in ra bảng chữ cái. Cái này các em gõ lại nhé, có trong sách rồi đấy. Thế nhưng mà đây cô thuyết trình lại để các em hiểu hơn. Ok. Tiếp theo là mảng hai chiều. Thì mảng hai chiều này thường là chúng ta khi chúng ta sử dụng, chúng ta sử dụng với chuỗi. Ok. Mảng hai chiều cách khai báo như sau. Một chiều chúng ta có một dấu ngoặc vuông, hai chiều sẽ có hai dấu ngoặc vuông. Và để hiểu về mảng hai chiều, tức là thì cột đầu tiên chính là số dòng, cột thứ hai là số cột. Ví dụ đây in tờ tem 43 chẳng hạn, có nghĩa là khai báo một cái mảng hai chiều tên là tem có 4 dòng và 3 cột. Đây ví dụ chẳng hạn 4 dòng và 3 cột. Đây là cách mà chúng ta gán giá trị cho các phần tử trong mảng. Đấy, chúng ta có thể gán lên đầu tì này. Thì một có nghĩa là gì? Một đây tương đương với array 00 có nghĩa là gì? Dòng 0, cột 0. Còn đây là dòng 1, cột 0. Các em cứ vẽ hình bảng rồi các em sẽ tham chiếu đến. Đấy. Mảng hai chiều. Và đây là một cái ví dụ, nó sắp xếp một chuỗi. Ok, cái ví dụ này đã hết. Giờ cô sẽ sang cái phần demo luôn cho các em hiểu nhé. Thực ra cái mảng hai chiều này các em chỉ dùng ở mức độ biết thôi. Khi nào áp dụng với chuỗi thì các em dùng là ok. Bây giờ chúng ta sẽ sang demo tiếp theo này. Cái này thì dễ rồi, không có gì cả. Cái này không cần, cái này trong ví dụ 1 cô đã làm rồi.
Thì các em gõ lại cái ví dụ đầu tiên mà lúc cô bảo là sẽ được cái ví dụ, thực hiện được cái phần này. Đây một cái ví dụ về mảng hai chiều chẳng hạn. Thì đây là khai báo một cái mảng array 2, 3. Có nghĩa là gì? Một mảng gồm hai dòng, ba cột, đây là số dòng và số cột. Sau đó row bằng 0, row nhỏ hơn 2, row cộng cộng có nghĩa là gì? Giá trị số dòng này sẽ chạy từ 0 cho tới 1. Đấy, bởi vì là nhỏ hơn 2 thì là 1 mà 0, 1 như vậy là có hai dòng này. Còn column vòng for thứ hai lồng trong cái vòng for này, đó là các cái cột. Cột cũng sẽ chạy từ 0 cho tới 2. Dòng thì chạy từ 0 tới 1, cột chạy từ 0 tới 2. Như vậy là chúng ta sẽ có 3 dòng. 0, 1, 2 tức là 3 dòng. À 3 cột. Thì ở trong từng phần tử này chúng ta nhập row với column là số thứ tự của dòng và cột. Và array đây, tức là chúng ta truy cập vào cái phần tử. Thì khi mà truy cập đến một phần tử trong mảng hai chiều, chúng ta phải chỉ, thay vì chỉ ra một chỉ số, chúng ta cần chỉ ra hai chỉ số là số dòng và số cột của nó. Như ví dụ chẳng hạn, đây là nhập vào này, còn chỗ này hiển thị ra, đây chúng ta hiển thị ra đây array column column row column hiển thị ra. Thì đây là cách khác nhau so với cả cái mảng một chiều, đó là gì? Thay vì chỉ ra một cái số lượng là một số index, thì chúng ta phải có hai index. Index thứ nhất đó là số dòng và index thứ hai là cột. F11 này, nhập các phần tử vào. Ví dụ thì đấy, các phần tử này ở vị trí 00 là 1, 01 là 2. Đấy là cách mà chúng ta khai báo một mảng hai chiều, gán giá trị cho mảng hai chiều, nhập giá trị cho mảng hai chiều và hiển thị kết quả của mảng hai chiều. Ok, thank you các em. Thì bài này các em đã biết cách làm việc với mảng, làm việc với mảng. Và để mà hiểu biết sâu sắc hơn thì gõ lại các demo là cái thứ nhất, cái thứ hai là làm bài tập và tóm tắt lại các nội dung bài học. Điều đấy cũng cái quan trọng, bởi vì mỗi lần mình tóm tắt, mỗi lần mình ghi lại là một lần mình nghĩ suy, là một lần mình học lại. Cái đấy người ta gọi quá trình là reflections. Ok, thank you. Hẹn gặp lại các em ở trong các cái bài khác. See you again. See you again.